Liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán karaoke ở thị xã Buôn Hồ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thi hành lệnh bắt tiếp đối tượng thứ 5 để điều tra xử lý về hành vi giết người. Đó là đối tượng Lê Thế Việt ở thị xã Buôn Hồ. Trong vụ án này, trước đó cơ quan công an đã bắt 4 đối tượng cùng nhóm với Việt. Theo kết quả điều tra, tối ngày 7 tháng 10 năm 2020, anh Nguyễn Đình Trinh ở huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk cùng một số người bạn đến hát tại quán karaoke Galaxy ở thị xã Buôn Hồ và có gọi một số tiếp viên nữ đến phục vụ. Trong lúc hát, anh Trinh có sảm sỡ một nữ nhân viên, rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, một cô gái đã nhắn tin báo cho Nguyễn Đình Giang là người quản lý, điều hành nhóm tiếp viên nữ biết sự việc. Ngay lập tức, Sang cùng với Việt và các đối tượng trên đã mang theo hai con dao rựa và một cây gậy sắt đến quán karaoke để đánh nhóm của Trinh. Tại đây, hai bên đã xô sát nhau và nhóm của Sang, Việt đã cầm dao rựa, gậy sắt lao vào đánh, chém anh Trinh nhiều nhát, làm anh Trinh bị thương tích 45%. Sau một thời gian điều tra củng cố đầy đủ chứng cứ, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tiếp Lê Thế Việt để xử lý về hành vi giết người.